Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose và các nơi cùng thân bằng quyến thuộc của kiến trúc sư Thắng Đỗ đã hết sức đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 62. Kiến trúc sư Thắng Đỗ là một kiến trúc sư tài giỏi, là người lãnh đạo đầy nhiệt huyết, dấn thân đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ và bình đẳng. Anh ra đi đã để lại nhiều công trình quý giá cho xã hội. Trong số đó có Trung tâm Dịch vụ Việt-Mỹ do anh thiết kế, đã được tưng bừng khai trương vào tháng 4 năm 2022. Sự ra đi của kiến trúc sư Thắng Đỗ đã để lại đầy sự tiếc thương cho cộng đồng. For the entire community, but in particular for his family, on behalf of the county of Santa Clara, we are so sorry for your loss. And as a community, our entire community lost an artist, a businessman, and a community leader, and he will be missed. It's a terrible loss for us to lose Thang Do, not just a young man, but a man who has young children. For our community, what's particularly heartbreaking is to lose somebody who really still had so much to offer. And I just wanted to say that for so many in our community, he as an architect has left his mark all over our community. But the mark I think that's most profound is the work he did on the Vietnamese American Service Center. That center reflects the Vietnamese people. It vibrates with the lifeblood of the people, and that was done under his leadership and with his hand. Dạ, thưa xin chào anh. Dạ, chúng tôi là Như Hạnh, tôn nữ Như Hạnh. Chúng tôi được có dịp hân hạnh làm việc chung với anh Thắng trong thời gian mà anh thiết lập cái đồ án cho Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ ở San Jose, trong những cái buổi họp cộng đồng để lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong quận hạt. Và Như Hạnh rất là cảm động khi nghe tâm tình của anh qua những cái lời anh chia sẻ về trung tâm này. Đây là một trong những cái công trình rất là tâm đắc và anh đã bỏ ra rất là nhiều tâm huyết để xây dựng, để đưa những cái ý tưởng và của cái nền văn hóa và ngôn ngữ Việt vào thổi cái lửa vào trong cái trung tâm phục vụ Việt Mỹ này. Đối với cộng đồng Việt Nam thì anh Thắng không những là một nhân tài mà là một người đã có công rất là nhiều đối với cộng đồng Việt Nam, nhất là trong cái việc mà anh đã đóng góp cái đồ án để xây dựng nên trung tâm Việt Mỹ ở San Jose. Đó là một cái mô hình độc đáo và hiện tại là cũng độc nhất ở trên xứ Hoa Kỳ luôn, về cái phương diện không những là về kiến trúc mà còn về những cái ý tưởng về cái nguồn gốc và cái việc di dân của người Việt Nam sau 1975, thưa anh. Rất đau buồn khi nghe tin anh ra đi, thật là rất đột ngột, nhưng mà anh sẽ vẫn còn mãi trong lòng của những người dân ở quận hạt Santa Clara cũng như là trên toàn thế giới, với cái đóng góp đặc biệt của anh trong cái việc xây dựng nên trung tâm phục vụ Việt Mỹ. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời chia buồn đến gia đình của anh Thắng, và chúng tôi cũng xin được thay mặt tất cả cộng đồng xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến anh Thắng Đỗ. Thưa anh, tôi tên là Vân Lan Trương, hiện làm cho Santa Clara County Behavioral Health Services. Thưa anh, sự mất mát của kiến trúc sư Thắng Đỗ là một sự mất mát rất là lớn cho cộng đồng của chúng ta. Bởi vì cá nhân của chúng tôi có cơ hội làm việc với lại anh Thắng trong suốt cái quá trình mà anh giúp để design, để thiết kế cho cái trung tâm phục vụ Việt Mỹ. Đó là một việc mà chúng ta nhìn thấy rõ là những cái di sản anh để lại là một cái trung tâm phục vụ Việt Mỹ có đầy sắc thái với lại văn hóa của người Việt Nam. Thì đó là một cái công của anh Thắng rất là lớn. Riêng về những cái hoạt động khác thì Vân Lan cũng có cơ hội làm việc với anh Thắng tại San Jose Museum of Art,
và cũng như tại Joptic Alley Association là những cái tổ chức về nghệ thuật, nhất là cái tổ chức Joptic Alley đó thì đang lo về những chương trình khuyến khích và ủng hộ những người văn nghệ sĩ, nhất là về vấn đề nghệ thuật ở tại San Jose của mình đó thưa anh. Thành ra sự mất mát của anh, mất mát của anh Thắng Đỗ là một sự mất mát rất là lớn. Ngoài đó thì anh còn rất là nhiều những cái công trình mà anh giúp, chẳng hạn như ở school, tức là ở trường học và những cái chương trình khác nữa. Thành ra nếu mà nói về vấn đề làm việc thì là mình ghi ơn công của anh kiến trúc sư Thắng Đỗ qua cái dự án mà nay đã thành sự thật, đó là cái trung tâm phục vụ Việt Mỹ. Nói về những cái việc làm có tính cách cá nhân hơn thì là sự đóng góp của anh Thắng về vấn đề văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng, thì đó cũng là một sự đóng góp lớn. Và nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng thành thật chia buồn cùng gia đình của anh Thắng Đỗ. Đó là một cái sự mất mát rất là lớn cho gia đình của anh và nhất là cho chị Thắng và những đứa con còn rất là nhỏ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi là ứng cử viên Nguyễn Lê Hạnh Giao, khu vực 5 thành phố San Jose. Xin được trân trọng kính chào anh Vũ Nhân, đài truyền hình SBTN và quý vị khán giả. Thưa anh, phải nói rằng là việc làm của anh Thắng Đỗ rất là tốt, và thêm bên cạnh là anh lại còn tạo thêm được một cái gọi là một cái hội từ thiện non-profit organization mà để giúp cho các anh chị trẻ hiểu biết thêm về cái dòng chính. Mà rất tiếc là ở một cái tuổi đang gọi là làm việc hăng say mà lại có kiến thức, mà lại giỏi, mà lại ra đi một cách bất ngờ như vậy, Hạnh Giao rất là ngỡ ngàng. Thưa anh, đối với Hạnh Giao, Hạnh Giao nghĩ là đối với cộng đồng của mình đó là một sự mất mát lớn, là bởi vì đây là một người có lòng, có tài mà lại có cái thì giờ và lại hăng say và hiểu về cái văn hóa Việt Nam. Thành ra Hạnh Giao nghĩ đó là một cái sự mà mất mát rất lớn cho cộng đồng của chúng ta. Hạnh Giao xin được chia buồn với lại gia đình của anh Thắng Đỗ. Hạnh Giao biết đây là một cái sự mất mát rất là lớn cho gia đình của các anh các chị. Và Hạnh Giao biết sự ra đi mà đột ngột như vậy thì làm cho mình rất là ngỡ ngàng. Hạnh Giao mong là cả nhà tìm được lại cái sự bình an. Và Hạnh Giao cầu mong là anh Thắng Đỗ được siêu thoát. Mà tao nghĩ một cái người mà làm nhiều việc cho cộng đồng thì luôn luôn được sự che chở bảo bọc của ơn trên và của Tam Bảo. Dạ. Thưa quý vị, kể sao cho hết những đóng góp của kiến trúc sư Thắng Đỗ cho cộng đồng, cho xã hội. Vĩnh biệt anh, người kiến trúc sư tài giỏi, người lãnh đạo tài ba đầy nhiệt huyết, có tâm, có lòng với cộng đồng và xã hội. Xin chia buồn cùng tang quyến, kính chúc kiến trúc sư Thắng Đỗ an nhiên nơi cõi vĩnh hằng. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.